Xin chào quý vị, chào tất cả mọi người trong trường quay. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn mọi người, hãy ủng hộ chúng tôi, hãy chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn một tin nhắn động viên, một lời chia sẻ gì đó, hoặc chúng ta có thể chia sẻ một ít kinh phí của mình để những cái hoàn cảnh khó khăn vượt lên khó khăn đó quý vị nha. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu người chơi trong ngày hôm nay để cùng đồng hành với hoàn cảnh đó là ai quý vị? Đó chính là Á Hậu Thủy Tiên. Rồi, chào người đẹp Thủy Tiên. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Hôm nay thì chú rất là vui khi mà đồng hành với người đẹp hôm nay để đem đến những giá trị yêu thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Cảm xúc của Thủy Tiên lúc này như thế nào? Thực ra là con rất là hồi hộp chú ạ. Tại vì mọi cái quyết định của mình ngày hôm nay là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà có thể giúp đỡ gia đình đó được nhiều hay không. Cho nên là con hy vọng rằng là bản thân có thể làm tốt và thật là tỉnh táo trong mọi quyết định của mình. Đúng rồi, một quyết định sai lầm thôi mình mất số tiền liền. Dạ. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng phải giải tán những cái năng lượng tiêu cực đó đi. Mình phải thoải mái lên. Mình vui chứ, thì mình có tinh thần nhiều hơn, mình trả lời đúng hơn. Dạ. Nha, đừng áp lực nữa, thoải mái lên nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh ngày hôm nay để xem hoàn cảnh đến từ đâu, công việc ra sao và như thế nào quý vị nha. Mời quý vị hướng về màn hình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hệ quả của nó với các thế hệ đời sau của những người lính cụ Hồ vẫn còn đó. Chồng bà Lưu là bộ đội, không may bị nhiễm chất độc da cam. Ông mất năm 1998, để lại cho bà chăm lo 4 người con, trong đó có 3 người đã nhiễm căn bệnh của bố. Bà năm nay thì cũng hết tuổi lao động. Thế và hoàn cảnh gia đình thì sau khi chồng mất thì để lại cho bà 4 người con, có một người con gái lớn thì lấy chồng, 3 người con về sau thì đều là cháu là mắc cái bệnh di chứng của chiến tranh, nạn nhân chất độc da cam, hiện thì đang hưởng các cái chế độ của chính sách của nhà nước. Và hộ bà Lưu này thì là một trong 79 hộ nghèo của xã năm 2024. Bây giờ tôi còn khỏe, tôi còn chăm được các con. Nếu mà sau này tôi không còn có sức khỏe hoặc là tôi về già đi rồi, coi như là không còn ở trên cõi đời nữa thì không biết là con nó lại bơ vơ như thế nào. Giờ thì chăm sự là nhờ dồn hết vào đứa chị cả của nó. Ai là mẹ là để thương con, muốn cho nó có hạnh phúc, nhưng mà bây giờ thôi, số phận như nào lại mình phải chịu mà cố gắng giữ sức khỏe để chăm sóc các con. Hoàn cảnh của bà Lưu thì quá khó khăn vất vả, vì các cháu nó yếu, 3 đứa cháu là không đi lại được, cơm cháo không nấu được ăn, nên bà thì cũng không làm được cái gì. Bà cũng có bệnh đau lưng rồi, cứ ở nhà quanh thì đến trưa lại nấu cơm nấu cháo cho các cháu ăn. Tôi mong muốn làm sao mà được tất cả các nhà tài trợ để giúp đỡ cho gia đình nhà bà Lưu đỡ khổ. Điều mong ước nhất bây giờ chỉ có mong là tôi có sức khỏe, là các con nó khỏe thì đỡ khổ cả mẹ cả con. Rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và xã hội để xoa dịu nỗi đau da cam để lại. Ai, chúng ta vỗ tay nhưng mà thật ra không muốn vỗ tay xíu nào cả. Yeah. Một cái hoàn cảnh khó khăn quá. Chiến tranh đã qua đi rất lâu rồi, để lại những cái nỗi đau không thể nào phai trong theo năm tháng được. Mà nhà bác Lưu phải nói là chúng ta càng xem thấy càng đau nữa. Thủy Tiên thấy như sao? Hồi nãy bác có ước là giờ bác chỉ mong có sức khỏe thôi, mọi người đều khỏe. Nhưng mà thời gian đâu có chừa một ai đâu ạ. Có một mình bác nuôi 3 người con mà không biết là còn có thể chăm đến khi nào nữa. Thì con chỉ hy vọng là ở trong chương trình lần này, giống như chú Quyền Linh nói là trao đi những cái giá trị yêu thương, thì hy vọng rằng là sẽ giúp đỡ được cho bác Lưu và 3 anh chị một phần nào đó cho cuộc sống đỡ đần. Trong khuôn khổ chương trình thì chúng tôi cũng mong quý vị hãy cùng đồng hành với bác Lưu nhiều hơn nữa, bởi vì không biết bao nhiêu cho đủ cả. 3 người con như vậy thì lo cả đời luôn. Dạ. Mà sức khỏe bác thì càng ngày càng yếu rồi, công việc thì không có. Bây giờ cái nỗi đau về vật chất, tinh thần đủ thứ hết trơn á.
làm sao để bác khỏe là được. Dạ. Ha. Thôi thì chúng ta cũng phải cho nó qua đi, chúng ta tiếp nhận những cái năng lượng tích cực vào cho cuộc sống này nó vui vẻ hơn rất là nhiều. Ai hết một hơi đợt sau, thở ra. Và bây giờ chúng ta chỉ có trao yêu thương, dạ, hỗ trợ và chia sẻ thôi ha. Chúng ta bắt đầu với vị bạn xứng đáng. Bây giờ chúng ta hãy thoải mái lên, dạ, cười lên với những năng lượng tích cực để chúng ta trả lời chính xác hơn ha. Chúng ta trải qua 5 vòng chơi của vị bạn xứng đáng. Mỗi vòng chơi có các câu hỏi khác nhau, các mệnh giá khác nhau. 5 vòng chơi, vòng chơi đầu tiên là 8 triệu, thứ 2 12, thứ 3 16, thứ 4 20 và thứ 5 là 24 triệu. Chúng tôi sẽ trao cho Á Hậu Thủy Tiên 80 triệu đồng với 5 vòng chơi. 80 triệu đó để làm gì? Khi mà chúng ta không được tìm được đáp án, mình sẽ dùng số tiền này mình mua gợi ý. Yeah. Mình mua khi nào hết vòng 5 còn lại bao nhiêu thì mình sẽ tặng lại cho gia đình. Mà thật ra cũng không phải lo lắng gì cả, tri thức thì nó vô bờ bến lắm ha. Mình đến đây đầu tiên là mình trải nghiệm và mình học hỏi thêm rất là nhiều cái kiến thức có thể mình chưa biết. Yeah. Đừng lo lắng Thủy Tiên nha. Chúng ta bắt đầu vòng 1, vị bạn xứng đáng, mệnh giá là 8 triệu đồng. Câu hỏi bắt đầu. Hỏi rất nhiều vấn đề. Gợi ý. Thiên thể. Có nghĩa là nó nằm ở đâu đó ngoài vũ trụ. Đúng rồi. Hệ mặt trời nè, rồi thiên thạch này kia đúng không ạ? Vũ trụ bao la, kiến thức vô bờ bến. Có 9 gợi ý còn lại mình phải mua bằng tiền. 50.000 đồng là thấp nhất, cao nhất là 2.4 triệu. Chúng ta bắt đầu chọn đi. Những mệnh giá này sẽ tương ứng với từ 1 đến 9. Sao nhiều số quá vậy ạ? Thôi bây giờ chia đôi đi, vừa số 2 với số 5 là số 7 đúng không? Chia đôi là 3.5, vậy lấy số 3 nha. Số 3 nha. Con số 3. Số 3 à. Mở. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? 50. Đẹp. Mua gì? 50.000 đồng. Vệ tinh tự nhiên. Vệ tinh tự nhiên. À, vệ tinh tự nhiên. Mặt trăng hả? Mặt xoay trăng. Quanh. Mặt trăng, mặt trời. Rồi, mua tiếp thôi, nó chưa có gì hết. Tiếp tục đi ạ. Số mấy? Nhiều số quá. Hồi nãy có ai gợi ý cho Tiên số 6 à? Hỏi số 6. Mệnh giá số 6 là bao nhiêu? 400. À, cũng được đi cả nhà, cũng được, được đi. Mở gợi ý. Ôi trời. À là thiên thể, vệ tinh tự nhiên. Con đang nghiêng về mặt trăng ấy, con linh cảm dữ lắm. Nhưng mà vẫn mở thêm gợi ý đi. Con sợ. Số mấy? Số 1. Mở. Mệnh giá số 1 là bao nhiêu? 800 đồng. Mở gợi ý. Ban đêm. Ban đêm thì trăng với sao. Đúng rồi. Thôi nhưng mà sao? Nhắc tới vệ tinh tự nhiên thì phải là mặt trăng. Ừ. Có thể là sao thì sao? Bây giờ là tham thì thăm hay là liều ăn nhiều? Chưa được đâu. Vậy mua thêm đi. Con sẽ mua thêm. Còn một chưa có gì đâu. Mình mua cho nó chắc đi. Dạ. À? Mua thêm một gợi ý nữa. Số mấy? Số 8 đi. Mở số 8. Mệnh giá số 8 là bao nhiêu?
Wow. Một. Mở gỉ. Chị Hằng. Chắc chắn là mặt trăng ơi, cả nhà. Chắc chắn rồi. Chốt thôi. Đó. Mình về là chắc chắn rồi, không có thể thay đổi rồi đó, đúng không? Dạ. Không còn gì để không chốt hết. Thôi thà chắc còn hơn là sai. Đúng rồi. Ủa? Đáp án là gì? Mặt trăng ạ. 3, 2, 1. Chốt. Thôi chốt. Đấy. Mặt trăng. Chúng ta xem đáp án. Nha. Dễ không? Đỡ hồi hộp hơn lúc đầu rồi chú. Mình cứ loại từ từ ra, mình mua hồi nó cũng vô à. Dạ. Không có gì căng thẳng hết. Cho Quỳnh Linh kết nối với hiện trường nào. Ai, chào cả nhà. Xin chào các khán giả tại trường quay. Chào anh Quỳnh Linh. Và đặc biệt là gửi lời chào yêu thương nhất đến với người chơi đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, Thanh Hương cũng như mọi người đang có mặt ở đây là xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, rất gần với nhà của nhân vật thụ hưởng của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là bà Trương Thị Lưu. Bà năm nay thì cũng gần 70 tuổi, bà có một người chồng trong kháng chiến đi bộ đội nhưng mà không may bị nhiễm chất độc màu da cam và ông đã mất năm 1998. Một người mẹ đã gần 70 tuổi với 3 người con không có khả năng lao động thì liệu rằng còn có cái khó khăn nào hơn như vậy được nữa hay không? Vì vậy ngày hôm nay tất cả chúng tôi đang có mặt ở đây rất muốn gửi lời cảm ơn đến với khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đã có mặt để chơi và dành được số tiền thật là lớn để gửi tặng cho nhân vật thụ hưởng của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ mình có lời chúc nào chúc cho Thủy Tiên đi. Thủy Tiên ơi, bạn hãy cố gắng lên nhá. Hương tin rằng là với tất cả những gì mà bạn đang có cộng với cái sự bình tĩnh, tự tin của bạn thì 4 vòng chơi tiếp theo bạn sẽ còn bứt phá hơn nữa. Và chúng tôi muốn gửi một cái lời chúc thật là may mắn đến với bạn. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nhá. Cảm ơn. Chút xíu nữa mình sẽ gặp lại nha. Ơi, chúc mừng. Bây giờ mình xem như gợi ý còn lại. Ngày rằm. Ngày rằm. Thủy triều, nguyệt thực, lưỡi liềm. Dạ. Tại vì... cái Neil Armstrong là gì? Là phi hành gia đã đặt chân lên mặt trăng. À, rồi. Hay quá. Mình xem số tiền thôi. Dạ. Khi mới đến đây, trong tài khoản chương trình thì Thủy Tiên có 0 đồng. Và kết thúc vòng 1. Á hậu Thủy Tiên có số tiền là bao nhiêu? Ngon lành rồi, chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp ha. Nhưng mà con cũng xài hơi hao ấy chú. Mới vòng 1 là xài 2 chưa đâu con. Có nhiều không chú? Còn hao nhiều nữa. Không có chiến thắng nào không phải trả những cái giá của nó hết. Coi như chiến thắng trả những cái giá rất đắt nữa. Thành ra mình cứ miễn sao chiến thắng là được rồi. Dạ. Đừng để thất bại. Mình cũng phải mua chứ, mình phải trăng rồi đổ mồ hôi sôi nước mắt trăn trở gì lắm luôn á. Chứ không có chiến thắng nào đơn giản đâu con. Mới vòng 1 thôi đó. Nó còn càng ngày căng thẳng nữa. Chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta tiếp tục vòng 2 vì bạn xứng đáng mệnh giá 12 triệu đồng. Câu hỏi bắt đầu. Ai? Ai? Gợi ý. Diễn viên. À, cái này chắc không biết nè ha, lĩnh vực nghệ thuật nè ha. Diễn viên nước ngoài hay diễn viên Việt Nam? Chưa biết. Đúng nam rồi. Hay nữ? Nước ngoài không biết ai. Nước ngoài nhiều lắm luôn. Ví dụ con kể một vài tên nổi tiếng thôi. Nổi tiếng về phim hành động là Tom Cruise. À. Dạ. Đẹp thì nhiều Jennifer Aniston. À. Trong rất là nhiều series nổi tiếng 9X 2000 cái gì cũng có hết. Diễn viên Việt Nam thì cũng nhiều thế hệ luôn. Cũng ví dụ một số người nổi tiếng nào. Kể biết đâu đúng vô thì sao. Con hâm mộ ai nè. À, ví dụ như diễn viên nữ thì con thấy gần đây có chị Phương Anh Đào. Rồi. Dạ, rất là nhiều tác phẩm hay. Rồi. Còn nhiều lắm. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Thấp nhất là 50 ngàn, cao nhất là 3 triệu 6. Wow, 3 triệu 6 luôn hả? Ừ. Số mấy con? Theo mọi người chọn số 2 ạ. Mở số 2. Mệnh giá số 2 là...
2,1 triệu. Con hy vọng đây là một gợi ý rất đắt giá luôn, tại vì nó quá mắc chú ơi, 2,1 triệu lận. Diễn viên này chắc cũng đắt giá lắm nè. Gợi ý gì đây? 2,1 triệu mua được gì? Rồi giám không khảo. Phải giám khảo. Nếu mà diễn viên mà có làm giám khảo chương trình thì có ai? Anh Trấn Thành à, cũng có làm giám khảo chương trình nhiều lắm. Mua tiếp thôi. Mua tiếp đi ạ. Số 5 đi ha cả nhà. Nãy giờ cả nhà gợi ý cho tiên số 5 rất nhiều. Thôi về số 6 nha. Số 6 ạ. Mở số 6. Mệnh giá số 6 là bao nhiêu? 2,4 triệu. Hai con số lớn rồi đó. Mua được gì? Nói được nhiều giọng. Đấy. Không phải ai cũng nói được nhiều giọng đâu nha. Dạ đúng. Đấy. Nói tiếng Hà Nội, nói tiếng Nam, nói tiếng Huế, nói tiếng Quảng Nam, nói tiếng Nghệ An, vân vân. Ai? Con nghĩ trong đầu có ai? Ai nói được nhiều thứ tiếng? Có mấy người thôi à? Con cũng không chắc lắm. Chắc chắn con cứ nói đi, nói đại đi. Không được thì mua, không biết thì mua thôi. Số mấy? Số 5 đi. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là 50. Mua được gì? Có sân khấu kịch cô Hồng Vân ạ. Đúng rồi. Cô Hồng Vân. Chốt. Tốt nha chú. Chốt sân đi. Khấu kịch thì con biết cô Hồng Vân ạ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Chốt đáp án ạ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Hiện nay có những diễn viên có sân khấu kịch nè. Minh Nhĩ có sân khấu kịch, Quốc Thảo có sân khấu kịch, Thành Lộc có sân khấu kịch. Chú Thành Lộc cũng nói được nhiều giọng mà. Nói chung diễn viên thì họ nói được khá nhiều. Nhưng mà có sân khấu kịch mà con được nghe, nghe đi nghe lại rất nhiều đó là cô Hồng Vân. Tại vì nó phổ biến cái kiến là... Liều không cả nhà ơi? Chốt. Chốt à? Đáp án là gì? Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. 3, 2, 1. Chốt. Sao ta? Sao chú hoang mang vậy ta? Có nên mở không ta? À. Chúng tôi nghỉ giải lao vài phút quý vị nha. Sau gợi ý có sân khấu kịch, Á hậu Thủy Tiên đã nghĩ ngay tới đáp án cho câu hỏi ai này là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Liệu đáp án này có giúp Thủy Tiên giành được chiến thắng và mang về số tiền 7,450,000 đồng cho nhân vật thụ hưởng không? Cùng chờ đón kết quả và đừng quên cổ vũ cho Á hậu Thủy Tiên quý vị. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Thủy Tiên đã chốt nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, không thay đổi rồi. Mình xem đáp án đúng hay sai thôi. Mở. Cũng không dễ lắm à. Dễ mà, tôi thấy cũng dễ mà. Bây giờ con thấy rất là tỉnh bơ, không có gì căng thẳng hết trơn. Dạ. Đúng không? Nghĩ cái ra là nghĩ cái ra liền. Chính xác. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Người gốc Bắc, nghệ sĩ nhân dân 1966 là năm sinh.
Lê Tuấn Anh là chồng của nghệ sĩ Dân Hồng Vân. Hài kịch thì cũng có đóng hài kịch, hẹn có hẹn cùng Thanh Xuân ở chương trình đó, có Hồng Vân với chú Lại Văn Sâm rồi đó. Dạ. Thôi chúc mừng. Bây giờ mình cộng tiền thôi. Kết thúc vòng 1, Thủy Tiên có số tiền là 5.650.000 đồng. Cộng với vòng 2, Thủy Tiên có số tiền là 13.100.000 đồng. Số bắt đầu tăng dần lên rồi đó. Dạ. Cái độ khó của chương trình cũng bắt đầu tăng dần lên và số tiền mua cũng bắt đầu tăng dần lên. Chúng ta tiếp tục đến với vòng 3 vì bạn xứng đáng mệnh giá là 16 triệu đồng. Câu hỏi bắt đầu. Ở đâu? Ở đâu? Gợi ý. Khu du lịch quốc gia. À, khu du lịch quốc có gia. Có 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Thấp nhất là 100 ngàn đồng, cao nhất là 4 triệu 8. Bắt đầu trộn lẫn với các con số tương ứng từ 1 đến 9. Chọn đi Thủy Tiên. Con chọn số cuối cùng luôn đi ạ, số 9 ạ. Mở số 9. Mệnh giá số 9 là bao nhiêu? 3.2. Wow. 3.2. Vô cái mùa choáng liền ha. Lẹ quá là tự nhiên nó hại mình liền. Rừng Nguyên Sinh. Chú ơi, con không biết đúng không, nhưng mà con cũng có một dịp con đi Thanh Hóa và con di chuyển tới rừng quốc gia Bến En. Đó là rừng Nguyên Sinh và chưa bao giờ được đụng bởi con người luôn. Tất cả mọi thứ trong đó đều là tự nhiên hết. Và nó nằm ở phía bắc của Việt Nam, gần phía bắc của Việt Nam. Không biết là con có đủ duyên không, nhưng con nghĩ là nên mở thêm đáp án để biết coi là nó nằm. Chú nghe là lạ quá, chú cũng lo lo đó. Có Cúc Phương, Nam Cát Tiên. Cũng đáng mở thêm gợi ý à, không đúng thể rồi. Nào mà hấp tấp được. Số 2 ạ. Mở số 2. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? 2.2 triệu. Thôi dù gì cũng phải mua ạ. Đúng rồi. Không biết được là nó bao nhiêu tiền hết. Không có gì chốt được hết trơn á. Mở gửi. Quần đảo. Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đúng không? Quần nhưng mà đảo gì đó. Trường Sa, Hoàng Sa theo con biết là không có khu du lịch quốc gia. À đúng rồi. Thế là khu du lịch thì nó phải dễ nhớ mà mọi người cũng đúng phải rồi. Biết ạ. Phải mua thêm thôi mọi người ơi. Mua thêm đi ạ. Số mấy? Số 5. Số 5 mở. Mệnh giá số 5 là bao nhiêu? 400 đồng. Mở gửi. Có sân bay. Có sân bay luôn, mới ghê. Đấy. Khu du lịch quốc gia, rừng nguyên sinh, quần đảo có sân bay luôn. Cái gợi ý đinh nhất là cái chữ quần đảo mà con chưa nghĩ ra là nó nằm ở đâu. Đúng rồi. Có sân bay luôn. Con nhớ Nam Cát Tiên với Cúc Phương ở đâu ta? Nam Cát Tiên có sân bay không? Tỉnh nào phải có sân bay á? Đúng rồi. Tỉnh nào có sân bay tới đó đó. Thêm thôi. Thêm thôi ạ. Số 7. Rồi, mở số 7. Mệnh giá số 7 là bao nhiêu?
800 ngàn đồng. Cũng được luôn ạ. Quá được. Mở gợi ý. Đảo bí ẩn nhất thế giới. Mình có thể mở rộng ra. Hả? Đảo bí ẩn nhất thế giới. Có thể là một tỉnh nào đó ở Việt Nam, hoặc là có thể một nước nào đó ở bên nước ngoài. Đúng rồi. Chương trình làm khó quá luôn ạ. Ừ, rộng lắm. Chúng ta chưa có gì là đó, thậm chí mình nghĩ Việt Nam cũng có thể nghĩ nước ngoài cũng được. Đâu phải cái gì cũng biết thôi, đâu. Thôi cứ mở đi đúng không ạ? Giờ mình cũng không biết cái tên nào xác định. Số 4 à? Mở số 4. Mệnh giá số 4 là bao nhiêu? 100 ngàn. Đây mua được 100 ngàn là mừng lắm rồi. Gì đây? Mức hạt bàn Côn Đảo. Côn Đảo. Côn Đảo. Tại sao con mạnh dạn đến mức như vậy? Tại vì con nghĩ là ở Côn Đảo cũng có rừng nguyên sinh, nó cũng là quần đảo và có sân bay, mình rất là tiện bay ra, có chuyến bay thẳng luôn. Và Côn Đảo con cũng nhớ có thể được gọi là đảo bí ẩn, nhưng mà nhất thế giới không thì con không chắc. Nhưng mà mức hạt bàn chắc chắn là một trong những đặc sản ở Côn Đảo. Con nghĩ là Côn Đảo ạ. Côn Đảo có lá bàn. Có lá bàn, mức bạc bàn là nổi tiếng đúng không? Lá bàn nổi tiếng. Mình đi ra Côn Đảo đó, mình đem cái lá bàn, cây bàn về đây mình trồng cũng rất là ngon. Dạ. Con có biết bài là cây bàn non không? Anh yêu em như yêu cây bàn non đúng không? Đúng rồi. Con vừa được nghe bài đó luôn ở một cái chuyến đi Quảng Trị. Vì anh rồi. Thương em như thương cây bàn non. Anh nhớ em làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dại, vỡ rồi nào có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Wow, cho chú Huyền Linh một tràng pháo tay ạ. Hát hay quá chú. Lá bàn non, lá bàn đẹp lắm, nó to nè. Ở Côn Đảo, ở Trường Sa Hoàng Sa cũng có. Khi mình ra ngoài đó mình có lá bàn đem về nó kỷ niệm. Dạ. Mình xin cây bàn về mình trồng. Cây bàn non, lá bàn, mứt hạt bàn, trời nó ngon. Côn Đảo chốt. Chốt Côn Đảo. Như vậy là chúng ta đã chốt Côn Đảo. Côn Đảo rồi. Xem đáp án. Vòng thi thứ 3 với câu hỏi ở đâu đã làm khó được Á hậu Thủy Tiên. Khi phải tới gợi ý thứ 6, mức hạt bàn, người chơi của chúng ta mới chốt được đáp án là Côn Đảo. Đây sẽ tiếp tục là một đáp án chính xác hay Thủy Tiên phải chơi lại vòng 3? Cùng hồi hộp đón chờ kết quả ngay bây giờ. Côn Đảo. Dễ ha. Dạ. Con còn nghĩ gợi ý ở dưới nó còn có chuồng cọp. Chuồng cọp hả? Dạ. Rồi mình xem thôi. Các gợi ý còn lại. Huyện nhà tù đó. Cô gọi thì sáu. Gọi thì sáu là nghĩa trang Hàng Dương đó. Dạ. Thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, bây giờ mình xem thử cái đảo bí ẩn nhất thế giới nha. Năm 2011, Côn Đảo được tạp chí du lịch Lonely Planet bầu chọn là một trong 10 hòn đảo bí ẩn và tốt nhất thế giới. À, Côn Đảo đi ra đó chúng ta sẽ được thăm lại những di tích chiến tranh. Dạ. Nhà tù mà ngày xưa đã gọi là giam giữ rất là nhiều cán bộ cũng như lãnh đạo của ta ha. Và nơi đó có một nghĩa trang rất nổi tiếng với chị Võ Thị Sáu và rất nhiều liệt sĩ anh hùng đã ngã xuống vì đất nước chúng ta. Một tràng pháo tay chúc mừng cho đáp án chính xác Thủy Tiên, Côn Đảo. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem số tiền thôi. 13.100.000 đồng là kết quả của hai vòng chơi trước cộng với vòng 3. Á hậu Thủy Tiên có số tiền là 22.400.000 đồng. Đẹp rồi, số đẹp rồi.